trong tiếng ru hơi tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh công bố quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 12 khu kinh tế Nghi Sơn. Hồ Đông Sơn, xã Phú Sơn xuống cấp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn, Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã và chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã chủ trì hội nghị. Trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã tập trung tham mưu, phối hợp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền vận động tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với trên 7 tỷ đồng, hàng hóa nhu yếu phẩm trên 3 tỷ đồng, ủng hộ con em thị xã Nghi Sơn có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam trên 2 tỷ đồng, hỗ trợ 7.563 suất ăn, 8.817 bánh mì, 9.875 hộp sữa,
11.000 chai nước uống và các loại nhu yếu phẩm cần thiết khác cho 16.151 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn kiểm tra khảo sát hỗ trợ xây mới 23 ngôi nhà và sửa chữa 2 ngôi nhà đại đoàn kết cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách đặc biệt khó khăn về nhà ở với kinh phí 1.160.000.000 đồng. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ xây mới 1 nhà đại đoàn kết trị giá 40.000.000 đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã hỗ trợ 12 khu dân cư và 140 xuất quà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết trị giá 108.000.000 đồng. Phối hợp với các tổ chức thành viên, chủ động triển khai kịp thời có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,58%, 239 khu dân cư, thực hiện tốt phong trào phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, duy trì và thực hiện tốt 234 khu dân cư, xây dựng quy ước, xây dựng 31 hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm. Phát huy kết quả đạt được năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đến các xã phường tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, hoạt động vì người nghèo, tuyên truyền vận động về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã thông tin tới đại biểu những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội thị xã Nghi Sơn đạt được trong năm 2021, đồng thời biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến cơ sở đã đạt được trong năm 2021. Các đồng chí đề nghị trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phát triển sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Có biện pháp đổi mới để thực hiện hiệu quả về công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần nghị quyết 27, 28 của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ thị xã đến các xã phường, thực sự vững mạnh cả về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức. Củng cố cán bộ Mặt trận Tổ quốc chuyên trách, có đủ năng lực, trình độ, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm chỉ đạo về cơ sở và nâng cao chất lượng của các thành viên để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 12, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 12 khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Theo quyết định số 4786 QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 12 khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc địa giới hành chính xã Tân Trường và xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn là khu công nghiệp tập trung đa ngành, ưu tiên các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp vật liệu xây dựng, có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 393,17 ha, phía Bắc giáp đường quy hoạch và khu đô thị số 14, phía Nam giáp đường quy hoạch, phía Đông giáp đường cao tốc Bắc Nam, phía Tây giáp đường quy hoạch. Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 12 được tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan trên đất xây dựng, khu hành chính, công cộng, đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp, gồm đất xây dựng khu hành chính, công cộng,
được bố trí tại khu vực trung tâm sát tuyến đường giao thông đối ngoại của khu công nghiệp, bao gồm các khu văn phòng điều hành, các công trình công cộng dịch vụ thương mại, nhà triển lãm và trưng bày sản phẩm, được bố trí hài hòa. Mạng lưới giao thông trong khu được thiết kế dạng ô bàn cờ, đảm bảo lưu lượng về bề rộng và vận tốc của các phương tiện khi tham gia giao thông. Phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên 2.000 khu công nghiệp số 12, còn có hạ tầng viễn thông bưu chính, mạng thông tin di động và quy hoạch cấp nước, cấp điện, đảm bảo thoát nước thải và vệ sinh môi trường. Tại buổi lễ công bố quy hoạch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch chi tiết, phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên 2.000 khu công nghiệp số 12 khu kinh tế Nghi Sơn cho Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn làm cơ sở để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sự hội nghị có Thượng tá Hoàng Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Năm 2021, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã tập trung quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trọng tâm là huấn luyện, chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời ban hành nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ thuật. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp thị xã, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 8 xã phường, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, trọng tâm bảo đảm an toàn trong các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền bàn giao 185 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 với 23 học sinh trúng tuyển vào các trường trong quân đội. Công tác chuẩn bị tổ chức huấn luyện, luyện tập cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên, dân quân tự vệ hoàn thành theo kế hoạch. Đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tốt chức năng vai trò của lực lượng 47 tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chỉ đạo cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, điều chỉnh bổ sung văn kiện tác chiến, tổ chức tốt các phương án lực lượng phương tiện chủ động tham gia phòng chống ứng phó sự cố thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, phối hợp triển khai các bước chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2022, duy trì nghiêm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến và danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Sáng ngày 11 tháng 12, tại trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1, các doanh nghiệp là cựu học sinh của nhà trường đã trao tặng và cắt băng phiến đá mang biểu trưng kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 năm 1961 đến năm 2021. Năm 2021, trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 tròn 60 năm xây dựng và trưởng thành. Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của cựu học sinh cũng như phụ huynh có con đã và đang từng học tập dưới mái trường Tĩnh Gia 1. Sự đóng góp đó đã hỗ trợ nhà trường trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục hiện đại,
đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn để trở thành một trong những trường top đầu bậc trung học phổ thông của toàn tỉnh, cũng như hoàn thành các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hướng tới kỷ niệm Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1, 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã nhận được nhiều sự đóng góp của nhiều thế hệ cựu học sinh, trong đó có phiến đá biểu trưng mang hình ảnh huân chương lao động hạng nhất mà nhà trường đã trao tặng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập. Đây là món quà vô giá do các cựu học sinh là doanh nghiệp trao tặng cho nhà trường với mong muốn Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 ngày càng phát triển, hướng đến một tầm cao mới trong sự nghiệp giáo dục của thị xã Nghi Sơn. Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Nguyễn Thị Hà, hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1, đã bày tỏ sự xúc động và lòng cảm ơn sâu sắc đến cựu học sinh các niên khóa của nhà trường. Sự đóng góp mang ý nghĩa tri ân đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng cán bộ giáo viên học sinh của Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1. Những đóng góp về mặt vật chất cũng như động viên về mặt tinh thần sẽ tạo động lực để nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả trong công tác dạy và học. Cùng với đó, nhà trường sẽ sử dụng tốt các nguồn đóng góp một cách hữu ích, cũng như các hiện vật được trao tặng, hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển của nhà trường. Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường cùng đại diện các doanh nghiệp đã cắt băng khánh thành và trao tặng phiến đá cho Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1. Sau 9 ngày tranh tài, chiều ngày 10 tháng 12, giải bóng đá Thanh Hóa Cúp Halida năm 2021 đã kết thúc với trận chung kết lễ trao giải nội dung dành cho các câu lạc bộ thành viên Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa. Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến tặng hoa động viên và cổ vũ đội bóng FC Nghi Sơn. Giải có sự tham gia của 14 câu lạc bộ bóng đá phong trào tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, tranh tài ở hai nội dung thi đấu gồm giải dành cho các câu lạc bộ thành viên Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa và giải dành cho khối doanh nghiệp, các trường chuyên nghiệp. 10 đội bóng của giải dành cho các câu lạc bộ thành viên Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết. Kết thúc vòng đấu bảng, hai cặp đấu bán kết được xác định gồm FC Nghi Sơn gặp BTSC Thanh Hóa và FC BC 22 Diamond gặp FC Thanh Hóa 1/8. Cả hai trận đấu bán kết đều phải phân định bằng loạt suất luân lưu sau khi hòa 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức. Kết quả, hai đội FC Nghi Sơn và FC BC 22 Diamond đã giành chiến thắng để lọt vào trận chung kết tranh chức vô địch. Trận chung kết diễn ra với ưu thế thuộc về FC BC 22 Diamond với tỷ số chung cuộc 4-1. Chức vô địch đã thuộc về đội FC BC 22 Diamond, đội FC Nghi Sơn giành vị trí Á quân và hai đội đồng hạng 3 là BTSC Thanh Hóa và FC Lam Sơn 1/8. Ban tổ chức đã trao cúp, cờ, huy chương và phần thưởng cho các đội giành thứ hạng ở các nội dung thi đấu của giải, trao các giải cá nhân gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và thủ môn xuất sắc nhất giải. Vừa qua tại thôn Nhân Sơn, xã Hành Nhân, Hội làm vườn và trang trại phối hợp với Hội nông dân thị xã tổ chức trình diễn mô hình cấy lúa bằng máy cấy mạ non có động cơ. Tới sự có đại diện Hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa, Hội làm vườn và trang trại huyện Đông Sơn và đông đảo người dân thôn Nhân Sơn, xã Hành Nhân. Máy cấy cầm tay được đưa vào trình diễn, có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng chỉ khoảng 120 kg, sử dụng động cơ ắc quy, vận hành thuận lợi trên nền đất lúa, có thể vận chuyển một cách dễ dàng. Công suất cấy tối đa từ 10 sào trên một ngày. Năng suất cấy lúa hiệu quả đạt được gấp nhiều lần so với cấy bằng tay, hăng cấy thẳng, đều và tiết kiệm mạ, thích nghi với mọi địa hình, ruộng bùn lầy, ruộng bùn sâu, đảm bảo cấy chất lượng. Máy cấy có thiết kế cố định 4 hàng lúa, mỗi hàng cách nhau 30 cm, cây cách nhau từ 12 đến 15 cm tùy theo giống và mật độ cấy định trước. Độ cấy lúa nông sâu cũng được điều chỉnh theo yêu cầu của đồng ruộng. Cây lúa bằng máy sử dụng mạ gieo trên khay theo kỹ thuật sản xuất mạ khay sẽ giúp người dân giảm nhiều giống và công sản xuất mạ. Ưu điểm của máy cấy so với cấy thủ công là đảm bảo hàng và khoảng cách cấy.
tiết kiệm giống, bảo đảm thời vụ, mạ gieo từ 7 đến 10 ngày có thể cấy được. Ngoài ra, sản xuất mạ khay cũng giảm 50% chi phí so với gieo mạ thông thường. Cây mạ tốt hơn, đồng thời giảm nhiều diện tích gieo mạ dễ vận chuyển. Điều này sẽ tạo ra hiệu quả sản xuất cao hơn, chi phí lao động thấp hơn nhiều so với cấy lúa thông thường. Điều chứng với cấy bằng tay, máy cấy mật độ đều, mạ bén dễ, hồi xanh nhanh, giúp người dân đẩy nhanh tiến độ thời vụ, giải phóng sức lao động thủ công. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội làm vườn và trang trại thị xã Nghi Sơn cho biết. Về cái chương trình mà phát triển nông thôn mới và cái chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, thì đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các tổ chức chính trị và các tổ chức hoạt động của hội. Đối với Hội làm vườn trang trại thị xã Nghi Sơn thì chúng tôi đã xác định được cái nhiệm vụ này và chúng tôi được quyết tâm là khắc phục trong cái việc này. Thì cách đây 6 năm thì bản thân tôi cũng đã sản xuất ra cái máy cấy chật tay, và đến bây giờ thì thấy rằng là cái lực lượng lao động càng ngày càng mỏng đi, thì chúng tôi đã tạo điều kiện sức khỏe cho những người ít tuổi, người nhiều tuổi có thể tham gia lao động nông nghiệp được. Thì hiện nay chúng tôi đã làm cái máy cấy mạ non và có động cơ chạy bằng ắc quy, một cái bình ắc quy xe đạp điện thì có chạy được khoảng hơn 3 tiếng. Và hôm nay là cái trình diễn trình làng cái máy để cho bà con thấy rằng là sắp tới là thực hiện trong cái vụ chiêm xuân này sẽ thực hiện ngay cái máy này, từ cấy ngay cái máy này. Và cũng là cái việc mà ngay tại xã Hai Nhân này thì Hội làm vườn trang trại thị xã Nghi Sơn phối kết hợp cùng với hội nông dân của thị xã Nghi Sơn sẽ tiến hành cùng với xã Nghi Sơn để mà tiến hành làm cái cánh đồng lúa chất lượng cao và tiến tới để xây dựng thương hiệu OCOP. Thì tất cả những chương trình này thì chúng tôi phải làm ngay từ bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 và các công văn chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn trong tình hình mới, xã Hải Nhân đã quán triệt và triển khai vận dụng một cách sáng tạo phù hợp. Từ ngày 1 tháng 12, ngay sau khi phát hiện có ca F0 là công nhân công ty giải da Anuza tại thôn Thượng Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã tập trung truy vết phân luồng đối tượng F1, F2. Trong đó, F1 nguy cơ cao đã được đưa đi cách ly tập trung. 36 F1 sau khi xem xét các điều kiện đảm bảo thực hiện cách ly tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ giám sát cộng đồng. Còn những trường hợp công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương phải báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã để được hướng dẫn, hỗ trợ và phân loại tùy theo từng cấp độ vùng dịch để thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Để thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, xã Hải Nhân xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời tạo môi trường ổn định, nhất là tâm lý người dân, để yên tâm tập trung phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng chí Nguyễn Hữu Đường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hải Nhân cho biết. Về phía Ban chỉ đạo phòng chống COVID xã Hải Nhân tiếp tục là phát huy cái tỏa đạt được trong thời gian qua, và đặc biệt là vào ngày 3 vừa rồi thì có phát sinh thêm 2 F0. Thì sau khi được thông báo thì Ban chỉ đạo đã họp và phân công cụ thể các đồng chí trong thành viên trong tổ truy vết là truy vết cái kịp thời, và đến 2 giờ sáng thì đã hoàn thành cái nội dung truy vết. Và sau khi truy vết thì báo cáo với Ban chỉ đạo cũng như Ban trực phân luồng những F1 mà có nguy cơ lây nhiễm cao thì đề nghị thị xã cho đi tập trung. Thứ hai là cái đối tượng F1 mà nguy cơ thấp nhưng đã thành lập cái đoàn kiểm tra của Đảng ủy, rồi có ủy ban, các đoàn thể, công an kết hợp với tổ phòng chống COVID thôn kiểm tra cụ thể từng hộ gia đình có đủ điều kiện thì cho cách ly tại nhà, và cũng làm cam kết và ra quyết định và thông báo cho toàn thể nhân dân trong xã cũng như tại đơn vị thôn để theo dõi, giám sát về phía xã, và phân công các đồng chí thường xuyên về phụ trách chuyên môn xuống kiểm tra về công tác là cách ly tại nhà cũng như nắm bắt tình hình sức khỏe diễn biến và lấy mẫu test nhanh đúng theo quy định. Thưa quý vị và các bạn,
xã Phú Sơn có hai hồ chứa nước ngọt phục vụ tưới cho đất sản xuất nông nghiệp, trong đó hồ Đông Sơn tưới cho khoảng 40 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hồ Đông Sơn có hiện trạng là đập đất dài khoảng 440 mét, mặt đập, mái đập chưa được gia cố, lòng hồ bị bồi lắng, nhiều cây cỏ dại, thủy sinh sinh sôi phát triển làm cho khả năng tích nước của hồ bị giảm. Miệng cống bị ngập sâu dưới bùn, gây khó khăn cho việc lấy nước phục vụ tưới. Tràn xả lũ hiện đã được kiên cố, tuy nhiên hai bên màng tràn đã bị lung mang, nứt gãy một số vị trí cục bộ, mái hạ lưu tràn đang có hiện tượng bong chóc, nứt gãy. Vì vậy mùa khô không đủ tích nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Ông Trần Lê Thiết, Phó Bí thư chi bộ thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn cho biết. Hồ đập này xây dựng từ năm 1988. Do nhiều lần đề nghị về vấn đề nâng cấp nhưng mà chưa nâng cấp được. Có một lần nâng cấp nhưng mà do nâng cấp đến gần đến mùa lũ cho nên chỉ làm được một ít rồi là cố lũ về không nâng cấp được. Hiện nay giờ hồ đập thì là không đảm bảo tưới tiêu cho cánh đồng bên dưới đập. Hàng năm thì là chỉ được một nửa thời gian thôi, còn sau cuối vụ là bị không còn nước, cho nên hầu hết cánh đồng này là bị thất thu do là không có nước. Hiện nay chúng tôi vẫn đề nghị là mặt đập hiện bây giờ là đang đất, tràn hiện giờ đang rất thấp, nên chúng tôi vẫn đề nghị là nâng tràn lên và nâng mặt đập lên và bê tông hóa mặt đập. Địa điểm xây dựng công trình thuộc thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới khi đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo hồ để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, phòng chống thiên tai tại chỗ, chủ động việc tưới nước cho 40 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Từ sự cấp thiết, phải đầu tư ngay dự án, trong khi nguồn vốn của địa phương rất khó khăn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân xã Phú Sơn đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo hồ Đông Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn với quy mô đầu tư, nạo vét lòng hồ, xuống cao, trình thiết kế, sửa chữa, cải tạo tuyến đập và tràn xả lũ, kiên cố hóa kênh tưới sau cống. Một thế giới thu nhỏ giữa lòng thành phố, diện tích 29,5 hectare, nơi những người xa lạ bỗng gần gũi với nhau hơn bao giờ hết, nơi khơi nguồn cho sự bình yên và ươm mầm sự sống, là điểm bắt đầu cho những thế hệ vươn cao. Tất cả những giá trị sống đích thực và hoàn hảo đều hội tụ tại thiên đường sống đẳng cấp và sang trọng tại Tiena Star Bỉm Sơn. Tiena Star Bỉm Sơn với vị trí đặc biệt chiến lược, tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính, kinh tế xã hội của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một trong tứ sơn trọng điểm phát triển kinh tế của xứ Thanh. Tiena Star Bỉm Sơn sở hữu vị trí vàng, nơi thể hiện yếu tố giao thương kết nối đặc quyền duy nhất tại mặt tiền đường Trần Phú, trung tâm giao thương của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đài đô thị kỳ quan công nghệ kết nối tinh hoa thế giới đầu tiên tại Thanh Hóa, tái hiện một hình ảnh thế giới đi kèm với những tinh hoa của nhân loại sang trọng, đẳng cấp, vượng khí và tài lộc của dòng sông Tam Điệp. Với vị thế sông ngọc, đất tiền, Tiena Star Bỉm Sơn được phát triển với concept 4 tiểu khu 88 tiện ích, mang phong cách thiết kế đẳng cấp, tạo dựng một vị thế đặc quyền cho chủ nhân xứng tầm khi sở hữu Tiena Star Bỉm Sơn. Dự án có thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất Việt Nam, Tiena Star Bỉm Sơn với 1032 sản phẩm đất nền đẳng cấp bậc nhất Thanh Hóa. Tiena Star Bỉm Sơn được tư vấn thông tin bởi TVI Group, Sunrise Land, Sea Land, Songvi Land. Một thế giới thu nhỏ giữa lòng thành phố, diện tích 29,5 hectare, nơi những người xa lạ bỗng gần gũi với nhau hơn bao giờ hết, nơi khơi nguồn cho sự bình yên và ươm mầm sự sống, là điểm bắt đầu cho những thế hệ vươn cao. Tất cả những giá trị sống đích thực và hoàn hảo đều hội tụ tại thiên đường sống đẳng cấp và sang trọng tại Tiena Star Bỉm Sơn. Tiena Star Bỉm Sơn với vị trí đặc biệt chiến lược, tọa lạc tại vị trí trung tâm hành chính, kinh tế xã hội của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một trong tứ sơn trọng điểm phát triển kinh tế của xứ Thanh. Tiena Star Bỉm Sơn sở hữu vị trí vàng, nơi thể hiện yếu tố giao thương kết nối đặc quyền duy nhất tại mặt tiền đường Trần Phú, trung tâm giao thương của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đài đô thị kỳ quan công nghệ kết nối tinh hoa thế giới đầu tiên tại Thanh Hóa, tái hiện một hình ảnh thế giới đi kèm với những tinh hoa của nhân loại sang trọng, đẳng cấp, vượng khí và tài lộc của dòng sông Tam Điệp. Với vị thế sông ngọc, đất tiền, Tiena Star Bỉm Sơn được phát triển với concept 4 tiểu khu 88 tiện ích, mang phong cách thiết kế đẳng cấp, tạo dựng một vị thế đặc quyền cho chủ nhân xứng tầm khi sở hữu Tiena Star Bỉm Sơn. Dự án có thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất Việt Nam, Tiena Star Bỉm Sơn với 1032 sản phẩm đất nền đẳng cấp bậc nhất Thanh Hóa. Tiena Star Bỉm Sơn được tư vấn thông tin bởi TVI Group, Sunrise Land, Sea Land, Songvi Land. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.